Đó, căn nhà mà hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang sẽ giới thiệu cho anh chị là căn này nè, đang kêu bán nha anh chị. Đó, địa chỉ của mình là thuộc xã Bình Trưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đó, hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang về xã Bình Trưng để quay giới thiệu cho anh chị mình ngôi nhà đường ô tô nha anh chị. Trước màn hình anh chị đang nhìn, đây là đường ô tô, đây là anh chị chạy thông về đường tỉnh lộ 876. Khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà về tới tỉnh lộ 876 thì đâu đó tầm khoảng 1 km là tới ngay tỉnh lộ 876 nha anh chị. Ra đó anh chị rẽ về một hướng là về ủy ban dân xã Đông Hòa rồi vô quốc lộ 1A rồi luôn. Là khoảng cách từ đây mà về tới ngay quốc lộ 1A thì đâu đó tầm khoảng 3 km. Ra tới chợ đầu mối trái cây của Vĩnh Kim là 4 km. Còn cái hướng ngược lại nè, hướng này là anh chị đi thông về ủy ban nhân dân xã Bình Trưng. Khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà lên tới ủy ban dân xã Bình Trưng thì đâu đó tầm khoảng chừng không đầy 1 km nha anh chị. Lên đó thì cũng có chợ rồi, có trường học, có đầy đủ tiện ích luôn. Và cái ngôi nhà và đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay tính từ ngay miếng này nha anh chị. Mình đo dài lên trên đây nè. Đó là mình 15 mét mặt tiền. Mảnh này chủ cắt ra bán nha anh chị, cắt ra 15 mét mặt tiền để bán cho anh chị mình. Đó là tới đây 15 mét, dài xuống là 40 nha anh chị. Tổng diện tích hết đất đâu đó tầm khoảng 600 mét vuông, trong đó mình có 100 mét vuông là thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm nha. Nói chung là ở vị trí này thì xung quanh nhà cửa người ta cũng rất là đông. Bên đây còn một cái mặt tiền đường đi vô nhà ta nữa nha. Nó lên đó thì nhà cửa rất là nhiều. Nó được mình ô tô 7 chỗ thì mình vào tới đây luôn. Sau này anh chị có thể làm cái này gọn, sạch sẽ đầu lại. Còn ngay chỗ đó thì ngày xưa người ta có cái ao nuôi cá. Thì vì anh chị mình săn lấp. Săn lấp nha anh chị, săn lấp cái mặt bằng này lại. Nó tổng diện tích hết ngôi nhà và đất mình là 1.600 m² nha anh chị. Có 300 m² thổ cư nhưng mà chủ cắt ra bán cái ngôi nhà này là để qua cho mình là 100 m² thổ cư. Đó, đây thì có cái ao anh chị bơm cát rồi mình lắp lại, mình làm cái sân cho nó rộng ra chút. Cái sân hồi trước chủ làm nó hơi nhỏ. Nó còn diện tích của mình nè anh chị thấy ha, nhà này kiểu cái kiểu đây thì giật cái thùng, mà ngay thùng đây thì chưa có tô nha anh chị. Còn bên đây thì tô có ốp gạch đồ hết rồi. Đó anh chị đây nhìn nè. Nó để em quay bên trong, sau đó em sẽ ra phía sau luôn cho anh chị mình xem. Đó là phòng này thì cũng xuống màu rồi. Đây thì chủ đã có lót gạch, tường thì ốp gạch lên tới mấy la phong ở ngoài phía ngoài nha. Còn phía trong thì ốp lên đâu đó tầm khoảng 1,5 m gì đó. Nói giờ đây là bên trong của ngôi nhà mình thì nó hơi bề bộn chút xíu. Đây là cái phòng, đây là cái phòng phòng khách cộng phòng thờ. Ở quê thì phòng khách với phòng thờ để chung nha anh chị. Đó, giờ đây là cái phòng ngủ đầu tiên. Đó, phòng thì cũng được ốp gạch lên khoảng 1,2 m. Còn ngoài này thì được 1,5 m. Còn đây là cái này là toilet nhà tắm. Nhưng mà không có gắn toilet trong đây. Còn đây là cái phòng ngủ thứ hai. Niệm đồ để cũng hư rồi. Bị thanh lý anh chị, nhà này bị thanh lý. Rồi giờ này phải bán thôi. Đây là nhà sau. Khu nấu nướng bếp ăn đồ ở đây nè. Nó chỗ đó nấu thì để bếp ga cận quá nó cũng bị nám tùm lum, dằn dầu mỡ. Xuống đây một bậc, hai bậc. Rồi đây là cái không gian phía sau. Phía sau có đường nước luôn. Tới ngày mới đó nha anh chị. Cắt dài qua đây luôn. Đây có nhà tắm bên ngoài luôn. Ở đây thì sau này anh chị về trồng được cây sầu riêng nè. Ngay đó thì có mấy cây mít, bên đó thì cũng có mấy cây mít, cây ổi nữa. Rồi trồng thêm vài cây ăn trái bên đó nữa.
Rồi địa chỉ của mình là thuộc xã Bình Trưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đó thì giá chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán là 1 tỷ 100 triệu, ngang là 15, chiều sâu vào là 40, tổng diện tích ước tính tầm khoảng 600 m², trong đó có 100 m² là thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm. Giá chủ kêu là 1 tỷ 100 triệu nha anh chị. Đó này, do mảnh này là 1.600 lẻ mấy m², nhưng mà chủ cắt ra bán cho mình là 600 m², trong đó có 100 thổ cư, giá là 1 tỷ 100 triệu. Đây thì quy lợi mình có cây dừa. Nó giờ đây là em quay về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình luôn nè. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng bắc, cho cô chú anh chị nào hợp việc phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà của mình mà về tới ngay chỗ trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 26 phút, khoảng cách là 16 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 2 phút, khoảng cách là 58 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới ngay vị trí này thì 1 giờ 28 phút, khoảng cách là 69 km. Đó là vừa gọi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình để tham khảo đó nha. Còn nhà mình thì anh chị về mình tu bổ lại. Đây thì nó cũng bị tóc mấy cái nước sơn á, sơn của máng, chứ máng mình cũng còn tốt nha. Còn phong thủy nhà mình thì phải lắp cái ao này. Thì mình mới tăng tí nó đẹp lại, chứ vậy thì phong thủy nó không được đẹp, thành ra chủ phải bán nha. Giờ đi rồi. Đó. Cái ao ngoài trước nhà mình thì phong thủy nó không được tốt, thành ra giờ không khá rồi. Anh chị nào mà mua gì thì mình phải lắp cái ao này. Đó, giờ đây là cái ngôi nhà mình đây. Đấy, 1 tỷ 100 triệu, cho tổng diện tích là ước tính 600 m², ngang là 15, và chiều sâu của mình là 40 nha anh chị. Xung quanh hàng xóm của mình rất là đông luôn nè, cho nên ở đây thì anh chị không sợ buồn rồi. Điện nước wifi đều có đầy đủ luôn. Địa chỉ của mình là thuộc xã Bình Trưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Góc hai mặt tiền nha anh chị. Bên đó mình còn mặt tiền vô nhà người ta nữa, nhưng mà đường vô nhà thì đường đi cũng tính mặt tiền chứ, nhưng mà chủ yếu tính mặt tiền cái của mình đi. Đó, nhà này thì nói chung là bổ sung lợi, dọn cỏ này ra rồi lắp cái ao này làm cho nó đẹp. Thì chi phí cái ao này thì theo em độ khoảng thì đâu đó tầm khoảng 30 triệu mới đầy cái cao này. Đó làm tính độ sâu xuống khoảng 2 mét đó nha. Mình bơm bằng lên tên luôn á. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Nếu như chị thấy phù hợp thì alo ha. Còn bây giờ em cũng xin chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.